Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bích Thủy Cuộc Sống của Việt Nam. Hôm nay là mình sẽ đi ăn cơm bùi. Tại vì hôm nay đi lên Bình Phước nè, khu vực Bình Phước làm giấy tờ với con nhà em. Nên là hai chị em đang ngồi quán cà phê. Quán này quán võng nha, để dành tặng ở kế phòng công chứng luôn, để cho mọi người vô giao dịch đất đai, nhà cửa thì có thể chờ đợi uống nước giải khát này nọ rồi ha. Mình uống nước suối. Đây nước suối. Và em mình thì Mirinda. Ở trên đường xá thì rất là rộng nhưng mà thấy ít người quá ha. Ít người. Món trà lý tưởng ha. Đây, hộp bún thịt nướng 25.000. Đây quý vị ơi. Quý vị thấy có ngon không? Mình thấy hấp dẫn lắm á nha. Chỉ có 25.000 thôi. Có rau ở dưới không nào? Xin mời mọi người cùng ăn với mình nha, ngon lắm. Ăn bún nha các bạn ơi. Ngon lắm. Ăn mời vỉa hè. Cả sáng đi lên đây chưa ai ăn sáng. Bún thịt nướng ở đây làm được. Hộp bình thường có 20.000 thôi mà mình kêu bỏ thêm 5.000 thịt đó là 25.000. Ngon tuyệt vời. Vừa đây mình đổ hơi nhiều xíu nước mắm. Mình sẽ nghiêng nghiêng để cho nó ấy.
Ăn vội là vậy, không có thời gian lắm chứ là. Xong, mình đã ăn xong. Xin chào, cảm ơn các bạn.